Đường vào Phnom Penh, tác giả Bùi Cát Vũ, số 9. Việc đầu tiên của chúng tôi là triển khai xe thông tin để báo cáo về nhà. Anh em thông tin trèo lên một cây cao, cột xào anten, nhưng loay hoay mãi không liên lạc được với Bộ Chỉ huy Tiền Phương và Sở Chỉ huy Cơ bản của binh đoàn. Đồng chí Bộ bảo là cự ly xa quá rồi. Anh đề nghị cho xe thông tin tiếp sức chạy về gần Niếc Lương để báo cáo. Tôi viết điện, tổ chức sẵn một bộ phận định phái anh Phùng đi. Một mặt bảo anh em thử trèo lên đỉnh tháp của lâu đài Casino, nơi chứa cờ bạc công khai thời Sihanouk mắc anten thử. Đỉnh tháp này trên nóc tầng lầu 5 cao nhất trong khu vực. Mãi 13 giờ 15 phút, anh em thông tin mừng rỡ chạy vào báo cáo, đã nói được với Bộ Chỉ huy Tiền Phương hai bên. Tôi chui vào xe thông tin mà lòng rộn ràng hồi hộp. Đầu máy bên kia là anh X, một cuộc nói chuyện ngắn ngủi qua làn sóng điện, nhưng cả đời không thể quên được. Alo, alo, đoàn Cửu Long, Mê Công báo cáo các anh. Chúng tôi đã vào Phnom Penh hồi 10 giờ 30 phút và hoàn thành chiếm lĩnh các mục tiêu quy định hồi 12 giờ. Thật không? Tình hình trong thành phố ra sao? Rồi giọng nói hạ nhỏ, không phải nói với tôi. Rồi, rồi, đơn vị anh Khang Sarin và anh Hoàng Cầm chiếm Phnom Penh rồi. Nhiều tiếng ồ, à, cười khúc khích trong máy. Tôi nói tiếp, báo cáo, địch chống cự khá mạnh ở cầu Sài Gòn, thành phố rộng, nắm chưa được hết, mới gặp chúng đánh du kích lẻ tẻ, thành phố không có dân. Có chắc ăn chưa? Báo cáo chắc ạ, chúng tôi đã chiếm phía bắc thành phố, mũi phía tây và tây nam đang phát triển ra chiếm sân bay Po Chen Tong và đài phát thanh. Phía đông ta đã chiếm khu vực bộ tổng tham mưu và dọc bờ sông đến Hoàng Cung rồi. Có chắc không? Báo cáo chắc ạ, anh không nhận ra tiếng tôi sao? Nhận rõ rồi, hiện giờ anh đang ở đâu? Tôi đang ở gần bộ tổng tham mưu Pol Pot, sát bờ sông ạ. Hoan nghênh Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia và Tiền Phương Bộ Biểu Dương Cửu Long Mê Công nhé. Tôi trở về nhà rẻ quạt, mà đồng chí phiên dịch gọi là hội trường Trác Đô Mục. Cũng vừa lúc đó, hai chiếc xe M113 đến. Anh Nam Phong chạy vào báo là anh Hoàng Cầm tới. Chúng tôi ôm nhau nước mắt giàn giụa. Mới xa nhau có một tuần và mới nói chuyện với nhau qua điện thoại hồi sáng nay. Thế mà tưởng đâu là cách xa nhau lâu lắm rồi vậy. Anh Hoàng Cầm bảo trưa nay anh bay trực thăng đùa theo đoàn xe. Đến Phnom Penh bị pháo cao xạ 157 ly. Nó bắn lên ác quá, tưởng rụng rồi. Anh mới quyết định cho quay lại đường 1. Đáp xuống Nam Cầu Monivong độ 15 km, rồi lấy xe M113 của đoàn 341 đi vào. Anh bảo đến gần cầu hỏi mãi không ai biết ông ở đâu cả. Chừng ấy tôi mới nhớ lại câu anh dặn tôi hồi sáng là đến Nam Cầu Monivong thì triển khai sở chỉ huy cách cầu độ vài km đón anh lên. Có các anh đến, tôi thấy nhẹ gánh, khỏe ra. Anh Nam Phong bắt tay ngay vào chức trách. Anh nghe anh Phùng báo cáo lại tình hình và phân công các đồng chí tham mưu đi kiểm tra các đơn vị. Anh Hoàng Cầm rất chú trọng hướng sân bay Po Chen Tong của tiểu đoàn 7 bạn và trung đoàn 209. Điện thoại lúc ấy cũng vừa nối thông với sở chỉ huy đoàn 7. Lúc này mới thấm đói, thấm khát. Nhưng xin cơm, xin nước thì gạo không có, nồi không có, bình tong không có. Đánh giặc Tây Nam này, anh em hay ăn trực ở các sư, lữ quen rồi, không mang theo gì cả. Thanh niên thì họ nhai bao nhiêu mì tôm cũng được, không cần phải ngâm nước nóng. Họ gọi mì ăn liền là mì ăn liều. Không lúc nào hơn lúc này, chợt nhớ cô Hai Hỷ, hồi ở Phước Long, Long Khánh, Lâm Đồng, Sài Gòn năm trước, chị nuôi cho ăn nóng, ăn đủ lắm. Anh em tham mưu bố trí một tổ cầm cờ tín hiệu để đón cánh quân đường thủy lên. Một tổ trèo lên treo cờ đỏ 5 tháp vàng, khổ rộng 5 mét trên đỉnh tháp nhà rẻ quạt. 90 cây số chạy không cũng mất 6 tiếng, còn phải đánh nhau mở đường nữa thì giỏi lắm, giờ này đoàn tàu mới có thể đến được.
Anh Ba Bì vừa bảo như thế thì anh em ngoài bờ sông reo inh: "Tàu lên, tàu lên!" Rồi súng lớn bắn giòn giã. Chúng tôi chạy hết ra bờ xi măng sát sông, đứng nhìn như ngày hội rước nước. Đang thích thú theo dõi hai chiếc PGM và một tốp PCF đi sau, triển khai đội hình check về phía chúng tôi, bắn mạnh sang phía bên kia bờ, thì súng máy, pháo, cối đầu từ phía đông sông và trên cù lao chui trang va vãi đạn lên đầu chúng tôi. Tàu dừa, cành cây rơi lả tả. Mọi người tìm chỗ nấp thì chỗ nào cũng sân xi măng và đường nhựa, đành phải nấp sau các thân dừa, gốc cây ven sông và sau các nhà ngói. Một chiếc tàu chiến trong đám tàu lố nhố bên kia sông bốc cháy. Tàu ta tiếp tục nã bồi. Hai chiếc khác cũng từ chỗ ấy tháo chạy lên phía bắc, khuất mũi cù lao. Mở PRC-25 liên lạc với anh Huỳnh, anh cho biết là tàu ta vừa bắn cháy một xà lan, có bố trí 2 khẩu 37 ly và tiêu diệt trận địa pháo 105 ly trên bờ sông. Anh đề nghị truy đuổi tàu địch và đổ bộ chiếm cứ hải quân như kế hoạch. Biết rằng địch phía bên bờ kia và trên đảo còn nguyên, có hỏa lực rất mạnh, mà đoàn 2 thì từ Schwerin mới xuất phát 2 ngày, không thể nào tới kịp được, nên chúng tôi ra lệnh cho đoàn tàu đổ bộ trung đoàn 113 đặc công trước cửa Hoàng Cung, rồi sẽ tổ chức đánh chiếm căn cứ hải quân địch bên cù lao sau. Trong lúc ta đổ bộ, địch lại bắn dồn dập hỏa lực lên bến, có đạn pháo rơi trúng khu Hoàng Cung. Pháo ta vừa bố trí xong ở gần bờ sông, phía dưới casino bắn sang kiềm chế pháo địch, nhất định phải bảo vệ cho được khu di tích Hoàng Cung cho nhân dân bạn. Anh Hoàng Cầm quyết định rời sở chỉ huy vào khuất bên trong một chút. Lúc bấy giờ là 14 giờ 20 phút ngày 7 tháng 1 năm 1979. Chúng tôi vừa đến công viên phía nam Hoàng Cung thì cũng vừa gặp đoàn xe của sở chỉ huy binh đoàn 1 bạn đến. Đồng chí Khang Sarin đi trên chiếc V-100 có cắm cờ hiệu của binh đoàn. Quân địch chống cự yếu hơn là dự kiến. Điều đó làm cho bộ tham mưu binh đoàn suy nghĩ. Thành phố Phnom Penh rộng đến 20 km², trước đây có gần 2 triệu dân sinh sống. Pol Pot cho rào tất cả các đường ngang, ngõ tắt, chỉ chừa lại mấy đại lộ chính. Xóa bỏ đô thị, tất nhiên là Pol Pot cũng bỏ tên đường phố. Những tên đường mà chúng tôi gọi là quy ước thống nhất dựa vào bản đồ cũ thời Sihanouk, nhà cửa, phố xá bỏ hoang lẩn lút trong những vườn chuối và cây ăn quả, cỏ dại mọc tùm tạo thành những khu vực địa hình phức tạp, rộng bát ngát. Trong đó, địch có thể ẩn nấp kín đáo hàng mấy sư đoàn. Riêng những lâu đài dinh thự nhiều tầng ở dọc các đại lộ, muốn sục sạo cho khắp cũng phải dùng hàng vạn quân trong mấy ngày. Thế mà quân cách mạng tiến vào thành chỉ mới đủ bố trí thưa thớt như trên một bàn cờ về khuya. Nếu đêm nay các cánh quân bạn chưa đến kịp ngoại ô hướng Tây, Tây Bắc và Bắc, thì địch có thể từ ngoài đánh vào, trong đánh ra, gây khó khăn cho ta. Ai cũng biết, kế không thành là một trong những món sở trường của binh thư Trung Quốc. Tình huống này đã được dự kiến, nhưng lo vẫn cứ lo. Kinh nghiệm tác chiến trong thành phố của các đơn vị bạn chưa nhiều. Thắng lợi tương đối chóng vánh vừa rồi, cộng với sự mệt mỏi suốt 10 ngày hành quân chiến đấu liên tục, có thể dẫn đến sự liều lĩnh chủ quan. Ngay trong sở chỉ huy binh đoàn, tuy số người không đông hơn nhân viên tòa đô chính, cũng đã có chiều mất cảnh giác. Ngày tháng riêng lại ngắn, chỉ vài giờ nữa là đêm xuống rồi. Bộ tham mưu binh đoàn tổ chức đi kiểm tra và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyển từ chiến đấu ban ngày sang chiến đấu ban đêm. Vào một thành phố lạ như thế này mà không đi khảo sát địa hình thì thật là như nằm trên tổ kiến. Tôi nhận trách nhiệm cùng với sĩ quan tham mưu chính trị đi kiểm tra hướng Bắc và hướng Tây. Thành phố Phnom Penh này có một đặc điểm là đứng chỗ nào cũng đều nhìn thấy đền Phnom. Ngôi tháp đồ sộ hình chuông úp này là biểu tượng của thủ đô. Chúng tôi lấy tháp Phnom làm điểm chuẩn để đi và về. Những chập súng lẻ tẻ đó đây không làm mất vẻ tĩnh mịch của một thành phố rộng lớn. Nó giống tiếng pháo trong ngày hội hơn là chiến tranh. Đám cháy phía sau nhà ga cũng đã lụi dần. Thế là bằng tốc độ phi thường của ý chí, quyết tâm,
quân đội cách mạng đã giành lại trong tay Pol Pot Insari, một thành phố thủ đô, không để cho chúng kịp đốt phá. Tháp và đền Phnom được xây trên một hòn non nhân tạo mà tuổi tác có thể tính bằng những cây đa cổ thụ mọc trên sườn núi. Xung quanh chân núi là một vườn bách thảo với những loại cây mà ta chưa từng biết tên. Dưới bóng mát của những tàn phượng vĩ bóng đa bên cạnh đền Phnom, những vườn trẻ đầy cỏ dại, những chiếc đu quay, đu xích còn lay lắt đung đưa, hình như có đàn cháu nhỏ mới đâu đây. Trên hè phố đầy rác rưởi, rẻ rách, sách vở, thỉnh thoảng có một chiếc nôi, một chiếc xe đạp mini hay chiếc Honda vứt bừa bãi, như có thanh niên trai gái vừa đi vào nhà. Trước cổng một số dinh thự, dàn bông giấy vẫn tùm ra hoa trắng, đỏ, vàng trên những cánh cổng hé mở. Trên bao lơn, lủng lẳng những giò phong lan bên cạnh những chậu sứ Nhật Bản trổ hoa đỏ. Khung cửa kính còn buông màu xanh lam có viền đăng ten trắng. Ai trong đó mà bức màn lay động? Yên lặng quá, gió từ ngoài sông lùa qua bóng râm dưới tàn cây cổ thụ, làm cho một thành phố nổi tiếng ở vùng Đông Nam Á này thêm dịu dàng, duyên dáng. Một thành phố mà có thi sĩ đã hình dung như một cô gái lim dim, thiêu thỉu giữa một buổi trưa hè. Đi giữa thành phố Phnom Penh chiều nay, tôi có cảm tưởng như là một thành phố phương Tây ngủ sớm trong mùa lạnh. Tôi lại tưởng tượng đến một thành phố bị bom neutron mà đế quốc Mỹ gọi là bom sạch. Lạ lùng quá, dù đã nghe Pol Pot Insari đuổi dân đi khỏi Phnom Penh hồi tháng 4 năm 1975. Rùng rợn quá, dù đã biết thành phố Phnom Penh là thành phố chết. Đến trước khách sạn Hoàng gia và khu trường đại học Y Dược, chúng tôi mới gặp các chiến sĩ bạn thuộc tiểu đoàn 3. Họ gác các ngã 3, ngã 4. Tôi hỏi đồng chí tiểu đoàn trưởng Mirsa Satha và chính trị viên Ol Chersan ở đâu. Các đồng chí chỉ vào khách sạn Hoàng gia. Vào trong tòa lâu đài đồ sộ kiến trúc theo kiểu Pháp, tôi sực nhớ cách đây không lâu bọn Pol Pot Insari đã giết mất một giáo sư kiêm nhà báo người Anh ở đây. Vòng phía sau lâu đài, bên cạnh hồ nước, chúng tôi gặp anh Thuyết, trung đoàn trưởng trung đoàn 14, và anh Luận, chính ủy trung đoàn. Thì ra sở chỉ huy trung đoàn 14 cũng đóng ở đây. Anh Thuyết cho mời các đồng chí chỉ huy tiểu đoàn 3 ra gặp tôi. Xúc động quá, tôi ôm hôn hai người bạn trẻ. Tôi hỏi, thế nào, anh em mạnh khỏe cả chứ? Sát thà đáp, dạ, báo cáo đồng chí, anh em khỏe cả. Tôi quay sang Ol Chersan, anh em có vui mừng không? Ồ, mừng lắm, vui lắm, mà ai cũng chảy nước mắt hết. Các chiến sĩ Campuchia trong sở chỉ huy lần lượt đến bao quanh chúng tôi khá đông. Chúng tôi bắt tay từng người. Ai cũng vui tươi rạng rỡ trong niềm tự hào của những người chủ đi xa lâu ngày mới đưa bạn bè thân thuộc trở về quê nhà. Tôi hỏi, anh em bố trí canh gác, lùng sục tốt rồi chứ? Sát thà đáp, dạ, các anh em tích cực lắm, mới bắt được mấy chục tù binh có đủ súng hết. Có thằng đang gài mìn ở chân ghế, trên quạt trần. Anh nói tiếp, đồng chí nhắc anh em Việt Nam coi chừng. Nó khai là chúng nó còn hơn 20 đội cảm tử trong thành phố, mỗi đội 20-30 đứa. Tôi hỏi, anh Thuyết, các đội công tác bạn đang ở đâu? Anh đáp là đang đi với các tiểu đoàn trên đường 5 và ngoại ô phía Tây Bắc. Anh bảo là chị em vừa phát hiện được một số công nhân nhà máy nước ngọt bị tụi Anka bắt ép chạy lên Am Leang, bị lật xe chết 4 và bị thương nhiều người. Ta đã băng bó cứu chữa và cho ăn uống. Sau khi giao nhiệm vụ cho trung đoàn 14 và tiểu đoàn 3, chúng tôi đi xuống công viên đầu cầu Drue Chang Va mà anh em gọi là cầu sập. Tiểu đoàn 2 xe tăng tập kết tại đó. Xe tăng, xe thiết giáp của ta lem luốc dầu mỡ, khói bụi xếp hàng bên cạnh đầy xe chở khoang phà của công binh địch bỏ lại. Chiến sĩ xe tăng ta, người thì phủi bụi lau xe, người thì nấu cơm dọc theo bờ sông. Chúng tôi gặp Phạm Hoa, đại đội trưởng đại đội 5 thiết giáp. Thấy tôi chăm chú nhìn chiếc PT-85 và hai chiếc xe tải địch còn bốc khói âm ỉ ở phía nam gầm cầu, Hoa báo cáo ngay, bọn địch trên ba xe này rất ngoan cố, nó bắn ta hy sinh 1, bị thương 3. Trong lúc thắng lợi như thế này mà nghe hy sinh mất mát, dù ít cũng rất đau xót,
Tôi cau mày. Hoa trình bày là lúc xe tăng ta tiến đến phía sau hoàng cung, cũng vừa lúc ba xe PT-85 này theo đường bờ sông chạy lên. Nếu chặn đánh chúng ở đây thì có thể nát đổ hoàng cung, nên anh quyết định quay vòng lên phía bắc chặn đầu bắt sống. Ta chạy đường vòng còn, nó chạy đường thẳng, chặn đầu không kịp nên đến đây phải bắn hạ nó. Vừa lúc ấy, Thành đến, vốn người đã đen, da ăn nắng càng đen chũi, chỉ nhìn thấy đôi mắt và hàm răng. Tôi hỏi ngay, xe của Giao bị đổ phải không? Hỏi nhưng tôi rất sợ câu trả lời. Thành nói năng nghiêm chỉnh theo thói quen của lính xe tăng. Báo cáo anh, khi qua nhà máy gỗ ván, các loại đạn pháo chống tăng của địch gài tương đối dày đặc, được các xe sau yểm hộ, xe của Giao lao lên bứt bỏ đội hình đại đội 10 đến 3-4 cây số. Lúc đó xe địch từ hai bên đường tháo chạy, nên xe của Giao chen vào giữa đội hình xe địch. Khi xe của Giao bắn hạ được hai chiếc phía trước trong cự ly quá gần, khói bụi che lấp tốc độ nhanh, không lấy được tim đường nên xe bị rệ xuống mương. Anh em nhảy xuống xe chiến đấu bằng súng bộ binh, diệt thêm hai xe chạy sau và bọn bộ binh địch. Mãi gần 20 phút sau, đại đội 10 mới đến. Trần Ngọc Giao lên thay đại đội trưởng trên chiếc T-54 số 973, dẫn đầu đội hình chọc thẳng vào thành phố. Như vậy, Trần Ngọc Giao đã chiến đấu trên chiếc xe tăng thứ tư trong vòng một tuần từ đường 10 đến Phnom Penh. Anh em khỏe cả chứ? Báo cáo anh, chỉ có 3 đồng chí bị thương nhẹ. Tôi hỏi Phạm Hoa, thế còn chiếc M113 bị bắn cháy trên đường Modivong? Hoa kể, khi đến chỗ ấy, có 2 ô tô và nhiều xe máy của địch chạy lên hướng Bắc. Từ các ngã ba, ngã tư nó bắn ra, trên nhà gác nó bắn xuống. Có chỗ thấy cả hàng chục nòng B-40. Xe M113 số 176 của tôi trúng 2 quả đạn B-40 chỉ cách thùng xăng 5cm. Một số chiến sĩ bộ binh và nhân viên trong xe tăng bị thương nặng. Tưởng xe cháy, anh em nhảy ra ngoài thì thấy một xe đi sau tôi của đại đội 21 bị trúng đạn bốc cháy. Khi chúng tôi chạy tới gần để cứu chữa thì chiếc xe như một bó đuốc. Một đồng chí hy sinh và 4 đồng chí bị thương đã dìu nhau ra khỏi xe. Vừa lúc ấy, xe phía sau của đại đội 21 đến bốc anh em lên xe đi luôn. Tôi hỏi, đại đội 21 đi thẳng ra sân bay Pochentong phải không? Thành không đáp câu hỏi của tôi mà nói ý nghĩ của mình. Anh em ta chỉ dùng súng bộ binh bắn, chứ không dùng pháo, sợ cháy thành phố. Đại đội 5, đại đội 21 cũng vậy, nên ta mới bị thiệt hại nặng như thế. Hồi trưa này, tôi nghe đồng chí trợ lý tác chiến về báo cáo lại một trường hợp tương tự như thế của một đại đội thuộc trung đoàn 12, vây bắt địch mà không dùng B-40, DKZ bắn vào đài độc lập. Chiến sĩ ta đã không tiếc máu mình để bảo vệ những công trình lao động nghệ thuật, những phố phường chống hoang cho nhân dân bạn đỡ phần vất vả sau này. Chiến sĩ ta đã thực hiện một cách dũng cảm, nghiêm túc, sáng tạo lời dạy của đảng ta. Chúng tôi bàn kế hoạch bố trí sử dụng tiểu đoàn 2 xe tăng đêm nay và căn dặn Thành phải đưa ngay 2 tử sĩ về nước, rồi lên xe đi ra đại lộ Liên Xô. Trên đại lộ Modivong và trên các phố buôn trước đây, xung quanh khu chợ mới, vùng vãi khắp nơi đầy tivi, tủ lạnh, nồi điện, bàn là, mô tô, xe đạp, chai lọ, hộp giấy, thùng gỗ, giấy bạc mới, đệm giường. Dấu tích lục lọi phá phách của bọn lính Pol Pot trước khi tháo chạy. Chúng tôi vào thử một con phố cất theo kiểu thời Pháp thuộc. Trên chiếc nồi đầy rẻ rách có con búp bê, trên mặt chiếc bàn tròn bằng cẩm thạch giả, còn cái ô trầu mạ bạc trên nắp có bình vôi, ống ngoáy đồng chạm trổ hình tháp Bayon bốn mặt. Trong nhà bếp còn mâm cơm ăn dở đã quá lâu rồi, nồi cơm đã lên meo lên nấm, xanh xanh vàng vàng. Trong bát đĩa còn một chất đặc đen thủi có xương cá. Dọc đường Liên Xô, đường ra sân bay Pochentong, chúng tôi gặp từng tổ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 2 bạn canh gác. Trên sân giải đá cuội, trước ngôi nhà cửa vách toàn bằng kính và kim loại không gì, có bảng đề phủ thủ tướng. Nằm lăn cành một con cá sấu, một con gấu, một con beo nhồi bông trên đống giấy tờ sổ sách tranh ảnh còn mới nguyên. Các chiến sĩ bạn đưa cho tôi xem một xấp ảnh màu chụp Pol Pot Yen Seri, Khieu Samphon và vợ của họ xun xoe với các nhân vật tai to mặt lớn ở Trung Nam Hải, Bắc Kinh như Hoa Quốc Phong,
Hoàng Hoa, Uông Đông Hưng, Đặng Vĩnh Siêu, Phù Hạo, vân vân. Có một tấm ảnh chụp toàn bộ ban lãnh đạo Trung ương Khmer Đỏ, có cả Sihanouk đứng chầu rìa bên cạnh. Chớ trêu là mấy tấm thiệp chúc Tết Tây đỏ hoét của một số ít ở những vị đứng đầu các nước mà Pol Pot đã hé cửa cho họ vào xem chúng nó làm thịt nhân dân Campuchia. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.